Tham gia đoàn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đại biểu nguyện ra sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Ngay sau lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và đền thờ Đội Cấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dâng hương thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Người ở đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người, nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng mà Người đã chọn. Cùng ngày, đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, xã Hùng Sơn, Đại Từ. Di tích lịch sử quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại thành phố Thái Nguyên. Tại đây, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh của những người con ưu tú đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Trong không khí linh thiêng, các đại biểu kính cẩn thắp những nén hương lên từng phần mộ liệt sĩ.